Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học Giải. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài mà trong cái đề thì minh họa của Bộ Giáo dục năm 2018, và mình đánh giá rằng cho một cái bài này nó khá là hay. Các bạn cứ thử mà xem, nếu mà các bạn đến, mình nghĩ rằng đến 90% các bạn sẽ không làm được cái bài này mất. Nếu Bộ Giáo dục mà cho như này thì mình nghĩ rằng là năm nay cái điểm toán chắc sẽ nó không cao đâu, nếu mà theo hướng theo kiểu như này. Vì ở đây mình thấy rằng là từ từ trước giờ các bạn đều tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng, còn góc giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian thì các bạn nhìn thấy rằng là nó có rất là ít, và các thầy cô cũng ít ít khi làm về những cái phần này. Ví dụ vào cái bài này, vào bài này luôn nhé, thì mình phải làm bài như nào? Vì người ta cho tứ diện OA BC, có OA, OB, OC đôi một vuông góc, thì cái phần mà OA, OB đôi một vuông góc này mình làm rất là nhiều rồi, đúng không nào? OA lại bằng OB và bằng OC, đấy các bạn nhìn thấy OA này bằng OB và bằng OC này. Thì bây giờ người ta gọi M là trung điểm của BC, đây M, điểm M đây rồi. Bây giờ người ta bảo tính góc giữa hai đường thẳng OM, đây góc giữa hai đường thẳng OM này và cái đường thẳng AB, đường thẳng AB ở đây, còn nhìn thấy là đường thẳng AB và đường thẳng OM đang là chéo nhau. Và trong cái toán hình lớp 11 người ta định nghĩa hai đường thẳng chéo nhau là hai cái đường thẳng mà nó không cùng thuộc một mặt phẳng, đúng không nào? Thế thì theo cái định nghĩa như thế, vậy thì bây giờ nếu mà muốn tìm góc giữa hai đường thẳng thì bất di bất dịch các bạn làm cách nào đó là các bạn dịch chuyển được hai cái đường thẳng này về nó chung một cái mút nào đó, và sau đó là các bạn tính góc, được chưa? Thì lý thuyết là như vậy. Vậy thì bây giờ mình nếu mà làm như thế thì bây giờ sẽ là ở cái bài này nó sẽ có hai cách. Cách một là các bạn có thể đặt cái hệ trục tọa độ vào đây các bạn, bởi vì người ta cho OA, OB, OC đôi một vuông góc, chính vì vậy bạn coi ở đây là góc O luôn này. Còn cái thằng OA này là trục Z chẳng hạn, trục OB là trục X và trục OC là trục Y chẳng hạn, thì các bạn vẫn làm bình thường nhé, tìm góc như thế nó rất là dễ, không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm theo cái tư duy của năm lớp 11. Các bạn dịch chuyển đường thẳng về sao cho nó chung một cái điểm mút nào đó. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy ở đây đường thẳng AB này, bây giờ mình dịch cái đường thẳng AB, mình dịch điểm B này về đây này, đấy chưa? Vậy thì cái đường thẳng, bây giờ mình sẽ tìm một cái đường thẳng đi qua M và song song AB này là được, đúng không nào? Thì nó vẫn trong cái mặt phẳng ABC này nhé, vẫn trong mặt phẳng ABC. Thì từ M mình kẻ song song với thằng đây kẻ vào này cho đỡ phải, kẻ song song với thằng AB này. Đấy, mình kẻ song song với thằng AB. Ví dụ cắt điểm này tại điểm N chẳng hạn. Đấy chưa nào? Song song AB, miễn là các bạn nhìn thấy nó ở trong cái mặt phẳng ABC này, ABC nó phải trong mặt phẳng như này nhá. Song song thì các bạn nhìn thấy rằng là cái M này nó là trung điểm của cạnh BC rồi, thì theo tính chất hình học của năm lớp 8 ấy thì cái thằng MN này nó đóng vai trò là đường trung bình của tam giác ABC. Đấy chưa? Thế thì đường trung bình của tam giác ABC thì nó bằng, có tính chất là song song cạnh đáy và bằng 1/2 cạnh đáy. Nhớ như thế cho mình. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là cái góc giữa đường thẳng OM này và AB này, cái góc giữa OM và AB thì nó chính là bằng góc giữa đường thẳng MN và đường thẳng OM này, không đúng không? MN và thằng OM, và định nghĩa góc giữa hai đường thẳng là góc hai đường thẳng nó cắt nhau, trong cắt nhau thì nó tạo thành bốn góc, cái góc nhỏ nhất trong bốn góc đấy nó chính là góc giữa hai đường thẳng và nó phải là góc nhọn, được chưa nào? Bạn nhớ như thế cho mình, thì lúc này nó chính là cái góc này, được chưa bạn? Cái góc NMO này nó chính bằng góc NMO. Đấy, thì hiện tại bây giờ mình chưa biết tam giác NMO này nó là tam giác gì. Thì các bạn có thể sử dụng định lý hàm số cốt để các bạn tính góc. Được chưa? Định lý hàm số cốt để bạn tính góc. Thì muốn tính được góc theo định lý hàm số cốt thì bạn lại phải là gì? Biết độ dài của các cạnh của nó. Thì khi biết độ dài ba cạnh của một tam giác thì các bạn sẽ tính được một góc bất kỳ trong tam giác đấy. Đấy, đấy là dựa cái định lý hàm số cốt. Bạn nào không hiểu thì bạn comment ở bên dưới mình sẽ giải thích cho. Thế thì bây giờ muốn biết được các cạnh thì ở đây các cạnh mình tính quá dễ rồi, đúng không? Thì cái đoạn MN này, MN thì bằng 1/2 AB này, không? Biết luôn nhé. Các bạn nhìn này, MN nó sẽ bằng 1/2 AB. Được chưa? AB các bạn chưa biết, được chưa? AB các bạn chưa biết, nhưng các bạn hoàn toàn các bạn biết OA nó bằng OB rồi. Được chưa? OA bằng OB, mà cái tam giác OA bằng OB cái thằng này nó lại vuông ở đây. Vậy thì cái thằng AB nó sẽ là bằng gì? Cái thằng này dạng như là đường chéo của hình vuông các bạn ạ, nó bằng một cạnh nhân căn 2 ấy, đúng không nào? Bằng một cạnh, thì cái thằng này nó chính là bằng gì? 1/2 này nhân với OA nhân với căn 2. Được chưa? Đây mình cứ viết như này, MN nó bằng như này.
Đấy chưa? Hoặc các bạn coi như OA bằng OB bằng OC bằng A đi. Đây các bạn viết là gì? Nó sẽ bằng A căn 2 trên 2. Đấy các bạn coi cái thằng OA bằng A này, OB bằng A, viết như thế cho dễ, cho nhanh. Mình tính được MN rồi nhá. Bây giờ mình phải tính cái thằng OM này không? Tính OM thì các bạn nhìn thấy là cái tam giác OBC nó vuông tại O, người ta cho đôi một vuông góc mà. Đúng không? Vuông tại O. Vậy thì cái thằng OM nó cũng sẽ vuông góc vì hai thằng này bằng nhau, đây là tam giác cân. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ tính là theo một cái phần mà thể tích của khối chóp ấy, mình đã nói khá kỹ về đường cao hạ tự đỉnh góc vuông rồi nhá. Ở đây mình viết luôn là O1 trên OM bình phương này thì bằng 1 chia cho OA OB bình cộng 1 cộng trên OC bình đúng không? Mà OB thì bằng A. Thì đây bằng 1 trên A bình này, được chưa? Vậy đây sẽ bằng 2 trên A bình. Được chưa? Vậy bây giờ mình suy ra lộn ngược lại OM. OM sẽ bình bằng là gì? A bình OM sẽ bằng A chia căn 2. Được chưa? A trên căn 2. Tiếp tục cái thằng ON, ON thì tương tự rồi đúng không? ON thì các bạn nhìn thấy là nó vẫn là đường cao bởi vì N nó phải là trung điểm ở cạnh AC này không? Thì chỗ này nó chính là bằng ON luôn. A căn 2 trên 2. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cái chỗ OM, ON và cái thằng MN nó có quan hệ gì với nhau không? Thì bạn nhìn thấy này, cái A chia căn 2 nếu mình chụp căn thức ở mẫu thì nó chính là bằng A căn 2 trên 2. Được chưa? Thì các bạn nhìn thấy là gì? MN này nó đang bằng OM và bằng ON không? Ba cái hàng bằng nhau. Vậy tam giác OM, OMN này là tam giác đều. Tam giác đều rồi thì góc này sẽ phải bằng 60 độ. Vậy thế là xong, được chưa? Vậy cái đáp án C này là đáp án đúng này. Đấy. Đấy cái bài toán ở trong cái đề minh họa của bộ dục thì nó chỉ có như thế thôi. Thì mình thấy là lúc này nó đang chưa tìm thấy cái câu nào mà nó tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, và góc giữa hai mặt phẳng mà lại cho cái câu góc giữa hai đường thẳng. Đấy, thì các bạn cần chú ý cái phần này nhé, các bạn xem lại làm một vài bài cho nó kỹ, nhỡ đâu trong qua đề thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nó lại có cái bài như này thì các bạn sẽ làm được. Ok, rồi bây giờ cảm ơn tất cả các bạn.